Vâng rồi, cậu đây rồi. Tập 14 tiếp tục với những chia sẻ hết sức thú vị về sở thích của các trưởng phòng. Lâm Vĩ Dạ cho biết, ở nhà mình nuôi đến tận 7 chú cún. Về nhà em chăm con trước, sau đó cún rồi mới đến chồng, khiến trường quê đều được trận cười nghiêng ngả. Trong khi đó, Khả Như tự sắm cho mình một shop nail nhỏ, tự tay phục vụ cho sở thích điệu đà của bản thân và cả bạn bè. Riêng Trường Giang chia sẻ, trước đây mình có thói quen lái xe đi du lịch một mình, nhưng từ khi lấy vợ, sở thích cũng thay đổi, đi đâu cũng có vợ con bên cạnh. Con thì vui hơn, con nói gì cũng dạ, kêu hôn là hôn, còn vợ thì nói gì cũng cãi, kêu hôn là oánh. Ơn rồi, cậu đây rồi. Tập 14 tuần này chào đón dàn khách mời là Á hậu Thảo Nhi, rapper Huawei, ca sĩ Khánh Phương và MC Tuyền Tăng. Ngay từ khi bước ra sân khấu, nàng Á hậu đã được đại nghĩa xích xoa bởi nhan sắc rạng rỡ. Chia sẻ về lần xuất hiện này, cô nàng cho biết mình rất bất ngờ khi nhận được lời mời từ chương trình. Có kinh nghiệm trình diễn cũng như kết quốc nhiều năm, nhưng cô nàng chưa từng thử sức ở lĩnh vực diễn xuất. Tuy vậy, khi được MC Đại Nghĩa đặt câu hỏi về lần thử thách này, lỡ như vào trong đó mà trưởng phòng yêu cầu mình phải thể hiện làm cái gì đó không đẹp như hình ảnh mình đang có thì mình có ngại không? Cô nàng hào hứng đáp lời, em không ngại đâu, cái gì cũng được hết, em vui lắm. Hóa thân thành vợ sắp cưới của trưởng phòng Trường Giang, khi nhìn thấy bữa tiệc cầu hôn đầy bất ngờ mà người yêu chuẩn bị cho mình, Thảo Nhi không khỏi xúc động, trao cho Trường Giang một cái ôm đầy tình cảm. Khi nghe người yêu tâm sự, một người con gái tài năng xinh đẹp thế này nhưng em vẫn chọn anh, một người chả có gì cả ngoài trái tim này dành cho em thôi. Nàng Á hậu không ngần ngại vỗ về, đó là tất cả những gì em cần, chỉ cần anh yêu thương em là em hạnh phúc rồi. Tiếp đó, bố mẹ Thảo Nhi xuất hiện, tỏ vẻ không hài lòng với ngoại hình của chồng sắp cưới con gái mình. Nghe thấy thế, cô nàng liền lên tiếng, đẹp trai mà, có trái tim yêu thương, bố mẹ phải ủng hộ con. Hãy cùng chờ xem tập 14 để biết cô nàng Á hậu có thuyết phục được bố mẹ có cái kết đẹp ở Ơn Giời Còn Đây Rồi không nhé.